Chụp ảnh đêm như thế này sẽ khiến bạn trông rất tối. Thử bật đèn flash lên nào. Đừng chụp như thế này nhé. Duỗi một chân ra tạo thành một đường chéo, trông sẽ rất cao. Bạn muốn chụp ánh sáng cây cầu, đừng đứng xa như này. Phóng to 2x, căn nhân vật ở 4 ô dưới bên trái. Hoặc đổi sang góc bên phải, ánh sáng chiếu vào bạn trông sẽ rõ nét hơn.